Và kính thưa quý vị, đã có thêm một số chi tiết về vụ công an huyện Yên Thế bắn người dân. Như BWN TV đã đưa tin hôm qua, anh Bùi Văn Lợi đã bị bắn chết trong một vụ công an bắt những người xem chọi gà và cá độ tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay, bà Vũ Thị Lệ, vợ của ông Lợi cho biết, khi bà được báo tin chồng mình bị công an bắn chết, thì bà đã vội vã chạy đến bờ ruộng, nơi bà thấy ông Lợi nằm bất tỉnh, trên người đầy máu và hai tay đã bị khóa bằng còng số 8. Điều đáng nói là theo bà Lệ, khi đến nơi, thấy chồng nằm bất tỉnh trên một tấm bạt và không hề thấy bóng dáng của lực lượng công an. Bà cũng không biết là ai đã khiến cho chồng mình ra nông nỗi như vậy rồi bỏ mặc, không đưa đi bệnh viện. Sau đó, bà Lệ được nhiều người dân giúp đỡ, gọi một chiếc xe taxi và đưa ông Lợi đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Cô Bùi Thu Trang, con gái của nạn nhân cho biết cha của cô đã tử vong từ trước khi được đưa đến bệnh viện. Vết đạn đi từ bụng trái sang lá lách phải, phân thành 4 lỗ, xuyên thủng phổi và lá lách. Đặc biệt trên mắt của nạn nhân có vết thâm đen do bị đánh. Rất nhiều người dân đã kéo đến hiện trường để yêu cầu làm rõ cái chết của ông Lợi. Qua tìm hiểu, người đã nổ súng bắn chết ông Lợi là Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng, 23 tuổi, công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, vào ngành từ tháng 9 năm 2009. Bên phía công an tỉnh Bắc Giang thì cho biết, theo điều tra ban đầu, lúc 16 giờ ngày 10 tháng 12, công an huyện Yên Thế bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức chọi gà tại nhà anh Nguyễn Tiến Dương và đã bắt giữ 30 người. Ông Lợi là một trong 30 người bị bắt giữ và trong quá trình khám xét, ông bất ngờ bỏ chạy ra cánh đồng ở phía sau. Ngay lập tức, công an đã đuổi theo vây bắt. Trong khi truy bắt, Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng đã dùng súng quân dụng K-54 bắn chỉ thiên. Trong lúc bắn, khẩu súng K-54 của Thượng sĩ Tùng bị cướp cò nên bắn trúng vào vai trái của ông Lợi. Phóng viên đặt câu hỏi, ông Lợi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trúng đạn, tay bị còng, phải chăng nạn nhân bị bắn khi đã bị lực lượng công an huyện Yên Thế khống chế? Về vấn đề này, ông Chức trả lời vẫn chưa được báo cáo cụ thể. Tuy nhiên, ông Chức cho biết, theo quy định của pháp luật, khi người vi phạm đã bị khống chế, không có khả năng phản kháng thì không cần thiết phải nổ súng. Chị Trịnh Thị Phương, một nhân chứng kể lại, khi công an ập vào nhà của anh Nguyễn Tiến Dương để bắt đánh bạc, thì ông Lợi đã sợ hãi, vùng bỏ chạy ra bãi ruộng bên cạnh đó. Một công an mặc thường phục đã đuổi theo và bắt được ông Lợi. Công an này đã dùng còng số 8 còng tay ông Lợi. Nghĩ ông Lợi đã bị bắt nên chị Phương không nhìn về hướng đó, định chạy vào nhà anh Dương xem. Bất ngờ, vừa quay đi, chị nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy công an khiêng anh Lợi từ ruộng lên bờ, người đầy máu.